Hello, xin chào tất cả mọi người và hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người có một bức tranh tiếp theo nha. Mọi người đợi mình xíu, đấy cái chưa là tranh còn kỹ được nhanh lắm. Ui, ba cây xúc xích nha. Đó, tranh tôi ba cây xúc xích nha, và để đỡ nhiều thời gian mọi người mình sẽ dẫn mời tôi luôn nha. Xúc xích màu đỏ nhí. Thịt heo mà. Ok, ba cây xúc xích thơm ngon. Ok nha mọi người, tôi như mình nhé. Đó mọi người, rất là xịn sò luôn. Wow. Ok nha. Và mình sẽ để đây một chút cho người tôi nhé. Chờ tao làm gì? Không anh, nick của em tên là cái gì? Tuấn lại cái quần bùi gì chả nhớ nó nhiều quá nhớ. Ok nha mọi người, chờ tao làm ngọc. Ok, nick của em Tam Ngọc, quá đẹp quá ngon. Tôi là Ngọc Anh Đề. Ok, và mình sẽ hướng dẫn mọi người tôi tiếp nha. Ok nha. Ok nha mọi người. Ơi, có cái động tác này của đứa nào? Ok, và mình sẽ hướng dẫn mọi người tôi nữa cho người. Ha, lại em lấy vàng ha, từ từ. Ê, từ từ. Bạch kim à, to nhỉ. Kim cương cương. Cái này chắc cũng vàng quá. Đúng sao? Xanh gì? Anh vàng gì? Kim cương. Được, để em có đi. Cái kia không cho được. Còn cái nick này nữa này, này, không biết của thằng nào mà không nhớ cơ. Đây, mấy cái lôi không vào đâu. Tại em đi. Ok nha mọi người. Không nhớ thành gì. Dạ. Ok nha mọi người. Đừng xin nhiều đi quá cũng khổ. Ngày sinh vàng. Mạng 1, đánh ông à? Mạng đánh thế nào? Team 5 rồi mà thế giới là đẹp rồi. Ô, vàng đánh được. Hả? Anh cứ đuổi đi. Vàng và team 5. Vàng kim cương và kim á. Đuổi đi đây. Kim đứng tiếng Anh. Ờ, tắt team 5 là nó cho đánh cái vàng nha. Tấn sang 5 nha. Dòng về thế giới. Đánh được cái thầy. Đây là team 5 rồi. Team 5. Tặng đi. Xong mời thằng kia rồi ấn mời thế giới 2 lần là đẹp, 2 người là đẹp. Đúng không mọi người? Team 5 danh này nó cũng chỉ như đánh tiếng Anh nha. Ok. Khỏi cần bảo nó khỏi đổi nick. Nick kia có cái nick kia của em chỉ có Luka. Super. Luka.
30 siêu là mới chơi nhé, có thể cho người xem nha. Thôi ngay cho xin cả đây nào. Ok. Mất cũng sai. Thế chắc mà lấy lại đi. Thôi bảo nó vào lại đi kiếm được. Ủa rồi thằng kia đang gì vậy? À, từ từ. Em còn đi. Thì lên cái kinh anh mới được mà. Trời. Mặc dù em còn nick nhưng mà em không cho nick đấy được. Thì mất địa thắng. Nick vào lên không thắng. Nick đấy nick ngon. Mất địa làm sót. Vào đây đấy không thắng. Tại cái nick đấy là nick một lần. Em thích nick cái sai. Nó là cái nick ngon. Ngoài nick chính là nick đấy là ngon. Vào đây anh không thắng. Thôi. Một số 6. Không có không gọi. Từ từ em vào nick khác. Anh gì? Okay. Thế thì danh đấu thủ thì cần một nick kinh anh vào. Ok nha mọi người. 1 0 6 1 0 7. Từ từ. Mày giới là đẹp quá. Bảo nó đợi người nữa. Đây này đây nha anh. Một tổ. 1 0 6 1 1 0 7. Ok nha mọi người. Nhìn tìm quá thấp. Chết chị chiều. Em đi tìm bao nhiêu đi tìm 61 ạ. Nó mít chính vào. Mít chính á? Chênh lệch, nick chính chênh lệch. Mít chính bao nhiêu? Cao thủ 37 sao. Trên từ 25 sao trở đi nó tính mức danh khác rồi. Bởi nó như một bậc chênh lệch luôn rồi. Em vào chủ chính xác nha. Ôi dạ. Mấy game chửi nhau rồi đó. Yeah. Ok, và video của mình đến kết thúc nha. Lại tất cả mọi người nhớ tiếp theo mọi like, share, ủng hộ nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu một bức tranh. Zombie lão già, zombie nha. Zombie lão già nha. Và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ dẫn mọi người tô luôn nha. Theo phong cách bể bơi nha. Nên mình sẽ sử dụng màu xanh lá mạ nhé. À nhầm, xanh nước biển nhé. Đồ lặn mà. Đây zombie lặn biển. Lâu về nhỉ? Làm việc. Đi đi chợ đi anh. Thịnh về đây là vừa đẹp. Ok. Đông bì tôm bùn. Không, tôi tắm. No. Hết nước. Thế sao được? Bãi tắm bao giờ hết nước đâu. À bao giờ còn nước đâu.
Nếu vậy sao? Ok nha mọi người. Nên gì anh Đức? Không biết được. Qua vừa thịt luộc rồi. Này. Nhưng mà qua được ngon. Thịt luộc tiếp. À, thịt luộc qua vẫn còn. Không ăn hết. Bỏ rồi anh ạ. Không bỏ. Em vứt rồi. Ok nha mọi người. Ok. Ok. Anh Đức xem, anh sắc xem tình. Thank you. Toàn thứ bậy bạ này. Mách Thành Long. Để không bị rút. Ok mọi người. Chính xác. Đi tắm nốt đi. Tắm đi, không lúc nữa tôi tắm là vừa có nước luôn. Hả? Tắm đi rồi 5:30 có lúc tôi tắm là vừa đẹp. Ok. Thì chắc là tại mấy tranh mình có thể cho mọi người xem nhé. Mình đang chill. Chết rồi, hết tiền rồi. Bán tôi chưa? Tôi về quê, tôi mất mấy trăm nữa. Ít không phải tầm 600. Đấy, quên tôi mua thịt chua. À, nó mua hai lọ thịt chua về quê hai. À, tôi ngồi tôi ăn vã đêm hết sạch. Hết tiền với 100.000 hai lọ. Rồi, à đâu? Ờ, 100.000 hai lọ. Đấy nhỉ, 100.000 hay là 100.000 một lọ nhỉ. Ờ, 100.000 hai lọ, ui, ăn vèo cái hết. Thịt chua ấy. À, thịt chua. Mua ở chỗ rừng chân đấy, Phú Thọ hay gì ấy. Điểm dừng xe. Hoặc là ở chỗ đấy. Thì ở chỗ đấy cái gì nó chẳng bán đắt. Chỗ xe khách người ta dừng chân này. Ờ, ý mẹ, một cái bánh bao 25.000 ạ. Thế nên là mua kia 50. Nhưng mà ở ngoài không có, Vinmart các thứ không có. Đồ không biết vẹn mua đấy ăn luôn được ăn thì ngon ăn vã được chế đòi Hương có 200 đổi tiền không Hương có để đổi tất cả tiền mặt.
À thôi thôi. Thôi đi. À. Đây. 21k. À, để hôm nay về quê mừng đám cưới. Tôi khổ quá mà. Cưới đi chợ cũ quá hay gì, cưới làm cái gì? Mất tiền hoàn, tận làm anh khổ lắm, phải đâu chuyện đùa. Lại mất mấy trăm. Nguyên đi về 3 lít, mừng 2 lít là 5, thêm tiền ăn vặt thêm khoảng 100 nữa, 600, hết tiền. Đơn Shopee đến về nữa, vay tiền. Ok, và video của mình kết thúc là tất cả mọi người. Nếu mới chết thêm một like, share, ký kênh của mình nhé. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Không phải mày cứ nói nhiều nó thừa tiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu bức tranh. Đó, mặt nạ trên giường là mặt nạ quỷ nha. Và để rất nhiều ra mọi người dẫn mời tô bức tranh nha. Mặt hướng ra ngoài trời, thoáng gì nữa. Mình chẳng nhét được cái gì vào phòng đấy. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ok nha. Hello, xin chào tất cả mọi người.
Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu một nước chanh. Ok. Nếu bạn nào biết chơi nhé, có thể vui xem nhé. Ok nha. Mình sẽ ăn bánh xe nhé, các bạn xem nhé. Không, 75. Okay. 75, 75, 75. Bao nhiêu cái nhỉ? Check. Ok, nào anh Đức phải sắp. Giờ phớt. Thêm à? Ừ. Thêm phải vào video của một tuần anh đấy. Vào kênh rồi. Ừ, vào kênh mới. No. Why? Tại sao? Tôi không có lần rất kiếp. Why? Ờ, Free Fire lấy 20 cái nha. Thêm cả tô màu nữa. Tô màu bên này chẳng có. Tô màu vẫn còn, không phải gửi đâu. Đương nhiên rồi. Nhưng mà hổ cứng đâu, không có hổ cứng sao tôi chuyện. Trời. Ok nha mọi người. Đây đau lưng mọi người, mình già rồi mọi người ạ. Có tuổi rồi. Ok. Ây da. Ok nha. 20 cái à. Chết già. Ok nha mọi người. Và video của mình đã kết thúc, hẹn lại cả mọi người những video tiếp theo. Nếu thấy video mình hay, mọi người like, share, kênh của mình nhé. Bye bye. Mình sẽ xanh cắt cái này mình một giây. Ok, hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tô một cái cốc. Cái này là cái gì quên mất tiêu rồi. Cái này là cái trà gì đó. Đúng rồi. Ok, và để đỡ mất nhiều thời gian, mọi người mình sẽ dẫn mọi người tô một chai nhé. Tết năm nay chắc lại chán, tết năm ngoái chán vãi. Không biết sao tết năm ngoái ở chỗ tôi gần như là không có một cái gì vui luôn á. Thì cảm giác nó chán, chán 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 kiểu gì ạ. Nó không như năm mấy năm kia. Hay là không đi chơi đi rồi nè. Ờ, tôi gần như tôi đi nó không ở nhà luôn mà. Nhưng mà kiểu cảm giác nó không vui, đi thì cũng chỉ toàn ăn ấy. Còn ăn đi, thấy là nó không có gì vui.
mấy năm kia chắc do năm ngoái ít pháo hoa hả? Năm ngoái không mua được pháo hoa, còn năm kia thì một đống. Ok, bộ quốc phòng hả? Dạ. Bộ quốc phòng mà đấy. Không anh, cứ đi mua bán ngoài ngoài. Nhưng mà năm kia chỗ em làm gắt quá không có mua được. Cấm, nó cấm mà, nhưng mà ý là nhiều nhà thì vẫn mua lén được một ít hoặc là để năm kia rồi. Thì vẫn có hoa bụng phong nhưng mà bán không chắc là hoa nổ kia thì sao. Đấy ý em pháo hoa nổ mà cũng không chắc. Tức là nó sẽ bắt nhưng mà ý là bình thường lậu bắn cái lúc giao thừa thì vẫn được. Em vừa đặt đôi len hết 6-7 nghìn em xong. Lại hết tiền rồi. Trước đặt mấy đôi, 2 đôi mà. No, em mua thử đôi giãn chồng xem đeo không, nhưng mà nó có 6-7 nghìn thôi, rẻ cực. Nhưng mà không phải lên đều đâu nha. Rẻ quá. Lấy tiền. Trái gì? Chắc em thấy lo video của em. Không được đấy, tết giờ đấy. Chưa. Thời gian vẫn còn, vẫn quay kịp. Cùng lắm quay video 5 phút. Bí quá, quay video 5 phút rồi ghép, đằng nào thì phải ghép. Này. Anh đang đây ngồi ạ. Đúng rồi. Hả? Ai cho vậy? Ok, nha mọi người. Chỗ qua. Nè, cái đồ ăn ai cầm ra đây? Triệu rồi, đưa em. Ok, nha mọi người. Ok mọi người, đợi mình dọn dẹp ha. Chỗ ăn chỗ ở. Được chưa? Anh quay thì... Không, anh quay, anh cắt video. Các quảng cáo này. Ok nha mọi người. Nó sẵn được cao này. Ok. Wow. Ok. Bằng tô đi ạ. Mình cho là mình tranh nhé, có thể cho mình xem nha. Tôi cảm giác chỗ mình làm này nó chật chật sao ta. Dạo này thấy nó chật rồi. Nhưng mà chắc không thể hình được. Ủa để tôi lôi người yêu cũ vô. Chị thân mà. Của em đấy. Tiền mua nút bạc. À em đưa cho anh 150 anh Đức. Thôi em cho anh 150 ạ. Xin chào anh Đức xin nhé. Hôm qua thì đưa 500 cho anh không? Có, đưa 400 cho nhiều. Cái thằng lâu 150 ạ? Vâng ạ. Đầu tiên là 436, xong rồi thì đưa tiền cho anh. Có lúc sau là 150, xong em đưa tiền cho anh. Ok nha mọi người. Anh nhớ không ạ? Không. 140 mấy thôi. Có 150 nghìn. Mà giữ quá đấy, có mấy cái ở trong đấy. Mấy cái ở trong output đấy. Mới hả? Cô đấy mới. Có, em làm hết rồi. Nay là em làm phát tất cả các season luôn rồi. Xong hết luôn một loạt rồi. Đúng, hết sạch tổng bao nhiêu rồi. Chết rồi tổng một trăm một bạn tách trừ 20 là 192. À đâu 194 nhưng một tập bị lỗi. Ok nha mọi người.
Mọi người đợi mình xíu ha. Ok nha mọi người ơi. Và video của mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Ê nhưng mà làm cách nào để má mất hot còn nhỉ? Tôi cảm thấy cái má nó hot vậy. Hot vậy hả? Ừ. Một là gầy, hai là trước mặt thì nó phồng ra. Rồi thì nó ép hot lại. Một là... Video mình đến kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người like, share, kênh của nhà. Bye bye.